2020 Bitches, Alex, Nash, Debito, Huang in the house, Alter. Jetzt wird abgefuckt, man. Let's go. Cùng đến với ví dụ số 3. Giải phương trình sau là x mũ 3 trừ với x cộng 2 nhân với 3x trừ 2 căn x cộng 2 bằng 0. Thì ở đây sẽ các bạn sẽ thấy là hơi khác biệt ở bài trước ý, thì đây đã có xuất hiện x mũ 3 rồi. Thì khả năng cao là chúng ta sẽ phải chuyển về đẳng cấp bậc 3. Thế bây giờ để làm như thế nào? Khi mà biểu thức này cũng tương đối là cồng kềnh và có xuất hiện cả x cả y, việc đặt ẩn phụ để có thể chuyển ra được thành phương trình đẳng cấp cũng là một vấn đề. Thì có lẽ là chúng ta sẽ phải quan sát một số các vấn đề như sau. Thứ nhất là cái cộng căn kia thì chúng ta sẽ mình sẽ đặt là A hoặc là B đi. Thế thì phân tích một tí nhá. Mình cũng sẽ cố gắng chuyển về hệ đẳng cấp. Dù trông vẻ cũng không đẳng cấp lắm đúng không? Mình nhân bung ra trước đi. Xem có bậc nó có giống nhau hay không đã. Trừ 3 x bình. Có nên nhân không nhỉ? Mình lại đang suy nghĩ lại. Bởi vì mình ở đây thấy có x cộng 2. Ở đây có x cộng 2 này. Ở đây cũng có x cộng 2. Và nếu đó thì bậc này gấp đôi bậc này thì nó sẽ nâng bậc lên rồi. Thế thì ý tưởng của mình sẽ là đặt một cái căn là ẩn đi. Là cái căn là ẩn. Đấy, thì sau đó mình sẽ thay vào phương trình ban đầu. Căn của x cộng 2 bằng y, y lớn bằng 0 thì suy ra là x cộng 2 bằng y bình. Và thay vào phương trình ban đầu thì như vậy là mình sẽ có được phương trình đẳng cấp. Mình thấy sẽ tương đối là gọn. Đúng không? Ok chưa? Và chúng ta sẽ thấy đây là thuần bậc 3 rồi. Thuần bậc 3 rồi thì giải rất là đơn giản đúng không? Mình sẽ giải bằng cách giải phương trình đẳng cấp. Giải phương trình đẳng cấp bằng cách set y bằng 0 thì sau đó chia cả hai về cho y thôi. Các bạn còn nhớ không? Như lớp 8 mình có hướng dẫn cách giải phương trình đẳng cấp rồi. Các bạn có thể xem lại nhá. Chúng ta có thể xem lại. Thì đầu tiên là với y bằng 0 thì suy ra x bằng âm 2 thì không thỏa mãn phương trình sau. Thì với y khác 0 thì ta chia cả hai về của phương trình sau cho y mũ 3. Đấy, chúng ta sẽ được. Chúng ta sẽ phải chia đi. Thì như vậy mình đặt x phần y là t. Đặt là t. Sau đó thì mình sẽ giải thôi. Đặt là t nhé. Thì như vậy là phương trình sau tương đương. Cái cậu này. Hơi tắt tí không? Thôi kệ nhá. Làm sao ra được t bằng 1 và t bằng âm 2 thì các bạn tự giải quyết nhé. Bởi vì là khi có môn nghiệm có A cộng B cộng C cộng D bằng 0 thì đương nhiên có nghiệm bằng 1 rồi. Nghiệm còn lại thì các bạn cứ chia đa thức để giải thôi. Cái cơ bản như vậy thì mình cũng sẽ không giải. Thì các bạn có muốn mình giải không? Thôi mình cũng phân tích cho các bạn nhé. Lộn thật các bạn. Nghi ngờ lại thành đúng đúng không? Phân tích ra t trừ 1 nhân với là t bình trừ 2 t trừ 2 bằng 0. Ok chưa? Như vậy một nghiệm là t bằng 1, nghiệm kia là 1 cộng trừ căn 3. Úi giời. Đó. T lớn hơn bằng 0 thì nghiệm âm mình sẽ loại mất rồi. T lớn bằng 0 không? Không không. Không có điều kiện của T. T thì có điều kiện khác không thôi. Nhưng mà giải thì cũng loằng ngoằng phết đấy.
t bằng 1 này. Suy ra x bằng y. X bằng y rồi thì chúng ta sẽ có là x sẽ bằng căn của x cộng 2. Đúng không? Như vậy mình sẽ giải ra được là x bằng 2 thì thỏa mãn. Có hai nghiệm mà. Nghiệm nữa thì bị loại. Và nghiệm a trừ b cộng c nghiệm bằng bằng trừ 1 nữa. Trừ 1 thì loại. Lớn hơn bằng âm 2. Lớn hơn bằng âm 2, x lớn bằng 0, loại rồi. Trường hợp 2, t sẽ bằng 1 cộng căn 3. Có hơi bị xấu quá mức không nhỉ? X phần y bằng t, à đây cộng này bằng t. Mình ngõ sai các bạn ạ. Thế nên là mình giải nhầm. Để mình giải lại nhé. Mình giải nhầm thật các bạn ạ. Đây sẽ là t bình t. Đây. Viết nhầm. Như vậy t bằng 1 và t bằng âm 2 là đúng rồi. Mình cứ tưởng mình giải nhầm ở nhà các bạn ạ. Thế thì với trường hợp t bằng 2 thì mình sẽ giải ra như này. X bằng trừ 2y. Như vậy suy ra được là bộ này. Bình phương 2 về lên, nhưng nhớ phải có điều kiện nhé. Lộn. Đó. Cũng hơi tắt nhỉ. Chúng ta sẽ có là x bình này, trừ 4x này, trừ 8. Không. Ok. Thì như vậy để thỏa mãn điều kiện x nhỏ bằng 0 chỉ có 2 trừ căn 3 thôi. Còn có 2 cộng căn 3 nữa. Nhưng mà cái cậu này thỏa mãn này. Đó. Ok chưa nào các bạn? Như vậy là bằng cách đặt ẩn phụ và chúng ta chuyển về hệ đẳng cấp rất là đúng với lý thuyết đúng không? Bậc 3. Mình cũng có chuẩn bị cho các bạn một số bài tương tự nữa. Chúng ta cùng quan sát nhé. Đây một bài bậc 3 như này. Copy. Trông như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà mình nhóm cái cậu này với cậu này lại thì như nó có xuất hiện x cộng 1. Đúng không? Sẽ đây nhá. Trừ 3x ra ngoài xong rồi có x cộng 1. Cộng với cả hai lần căn của x cộng 1 mũ 3. Không, đúng không? Thế như vậy là mình sẽ đặt cái gì? Mình sẽ đặt là x cộng 1 là căn của x cộng 1. Căn của x cộng 1 là bằng y đi. Thì như vậy cậu trong ngoặc này sẽ có điều kiện là x cộng 1 thôi. Đúng không? Và điều kiện này, x lớn hơn bằng âm 1. Nhưng mà khi mình đặt cậu căn của x cộng 1 này là y thì cậu này sẽ là y nhân y bình là bậc 3 này. Y nhân 3 là cậu này y bình nhân 3. X thì cũng là bậc 3 như vậy là đẳng cấp rồi đúng không? Đấy.
cái câu chuyện nó đơn giản thôi, thì các bạn chỉ cần đặt ẩn phụ là ngon lành rồi. Đây, hướng dẫn kiểu như vậy. Ok chưa? Xong xong ví dụ số 3 nhá. Được chưa nào? Thế thì bây giờ mình sẽ chuyển sang ví dụ số 4. Ví dụ số 4 sẽ có nội dung là gì? À, thôi mình khai thác luôn bài 2 đi. Bài 4 thì mình muốn chỉ cho bạn một cái ví dụ khác. Giải phương trình này đi. Cho bạn nào mà tua quá đi mất thì mất một ví dụ hay. Nhiều khi là đừng có tua là được. Nên xem hết các chi tiết, các ví dụ, kể cả ví dụ khai thác thì cũng nên xem kiểu vậy. Câu này cái trong ngoặc này xem có phân tích được không này. Đầu tiên thì mình cứ quan sát đã. Cậu này có phân tích được không? Cậu này phân tích ra được là x trừ 2 nhân 3x cộng 2. Nó đang hơi bị cấn cấn một tí đúng không? Đây. Thì nếu bây giờ mình đặt căn của x cộng 1 là y thì câu chuyện có phù hợp không? Đấy. Đặt căn của x cộng 1 bằng y nhá. Bởi vì đây bậc 3 mà. Thì như vậy là suy ra là y bình sẽ bằng x cộng 1. Thì x trừ 1, x trừ 2, x trừ 2 có biểu diễn được không? X trừ 2 thì sẽ là y bình trừ 3. Kia là 3 x bình trừ mấy. Xong rồi nhân y nữa vào. Không biết nó còn đủ bậc không? Đúng không? Các bạn thấy có bị... hơi bị cấn cấn một tí không? Đây nhá, mình thử cho các bạn xem. X mũ 3 cộng với cả là đâu x trừ 2 nhá, mình có x trừ 2 thì sẽ là y bình trừ 3 đúng không? Thêm nữa là 3x cộng 2 thì sẽ là 3 y bình cộng 2. Thì 33 là 33 trừ 1. Thì như vậy nó sẽ đẩy lên đến tận bậc 5 rồi. Kia là bậc 3. Thì không được đúng không? Thế thì nếu mà đẩy lên bậc như thế thì mình sẽ cộng này có x cộng 1. Mình sẽ không phân tích thành nhân tử như thế này nữa. Mà mình sẽ tách ra, tách hợp lý ra, cộng với 3 x bình nhân căn của x cộng 1 trừ 4 lần x cộng 1 nhân căn của x cộng 1 không. Thế thì bây giờ mình sẽ đặt, vẫn đặt là như này. Như vậy mình sẽ có 3 x bình này cộng 3 x bình. Ủa, đây là x mũ 3 chứ sẽ 3 x bình. X mũ 3 cộng cộng này trừ cộng này bằng 0. Đúng không? Cái này là x mũ 3 này. Cộng 3 x bình nhân y này trừ 4 lần y bình y mũ 3. Bằng 0. Ok. Rất là đẹp rồi. Đúng chưa nào? Ok chưa? Như vậy là ở những cái bài tập này thì việc tìm ra cái kiểu mà để ra có thể đẳng cấp này là rất là phức tạp. Theo mình nghĩ phức tạp và khó. Đúng không? Thì lời giải. Lời giải thì có lẽ là các bạn tự trình bày thôi chứ mình không trình bày nữa. Bởi vì là mình cũng không có nhiều thời gian. Mình muốn chuyển sang ví dụ số 4 tiếp theo đấy cơ. Nhá. Ví dụ số 4 có nội dung là
căn trừ căn bằng 5 căn x cộng 1. Hơi phức tạp. Đứng ở một vị trí là giải quyết bài này như thế nào thì mình hơi băn khoăn về mặt là nghiệm là bao nhiêu và giải như thế nào. Thì sẽ xảy ra một vấn đề, đó chính là nếu mà các bạn bấm máy tính nhân lên liên hợp ấy thì sẽ ra được cái nghiệm nó cũng tương đối là đẹp. Mình giải rồi thì mình bấm máy tính ra cho các bạn, đó chính là nghiệm x bằng 8 và x bằng 5 cộng căn 61 trên 2. Nhưng tuy nhiên là nếu mà hai nghiệm lẻ như vậy thì nếu nhân liên hợp ra được nghiệm x bằng 8 thì cái phương trình trong ngoặc còn lại sẽ cực kỳ phức tạp. Mà nếu mà phức tạp như vậy thì sẽ xảy ra một vấn đề như thế này. Đó chính là mình sẽ không giải được cái nghiệm còn lại, nghiệm xấu còn lại. Thế thì phương án là gì? Thế một trong những cái phương án mà tư duy rất đơn giản thôi là mình sẽ bình phương hai vế lên và giải rất là chân phương. Nhưng mà ở đây thì lại là phương trình đẳng cấp. Đặt ẩn phụ đưa về đẳng cấp nhé, chứ không phải nhìn một phát ra đẳng cấp nhé. Đặt ẩn phụ thì mới đưa về để đẳng cấp được. Thì bây giờ làm như thế nào? Tình huống cơ bản nhất là các bạn cứ chuyển vế giúp bình phương lên. Bởi vì là đây có dấu trừ này. Đấy. Thì mình sẽ phân tích nhé. Thứ nhất là x sẽ lớn hơn là bằng trừ 1 là cái đã. Ok chưa? Đầu tiên là mình chuyển vế sang. Khi đó thì mình sẽ bình phương hai vế lên để mình giảm bớt mất đi hai cái căn, thì chỉ còn một căn thôi. Căn đấy thì bây giờ nó sẽ là căn bậc 2 nhưng mà tích lại là căn bậc 3. Thì có vẻ là có thể chuyển về đẳng cấp được. Đúng không? Đấy. Thì mình làm như sau. Bình phương hai vế lên. Bình phương hai vế này ta được này. Đấy. Bình phương lên thì rất là cầu kỳ, rất là dài. X bình trừ x trừ 20 hình như có thể phân tích được thành nhân tử. Bây giờ mình sẽ chuyển vế và mình rút gọn đi, phương trình nó sẽ gọn hơn rất nhiều. Đây, tiếp theo nữa là x cộng 1 nhân x bình trừ x trừ 20 thì mình lại có thể phân tích được thành nhân tử tiếp, đúng không? X x trừ 5 nhân x cộng 4, đúng không? Chắc là đúng rồi. Thế nếu như cái bài kia thì mình sẽ đặt căn thứ nhất bằng A, căn thứ hai bằng B, sau đó mình sẽ chuyển về cái dạng đầu tiên, đặt AB, UV để mình giải. Thế thì câu chuyện bây giờ là khó hơn cái bài tập ví dụ số 1 rồi. Ví dụ số 1 thì mình biết cái nào là căn A, cái nào là căn B, nhưng cái bài này thì không biết cái nào căn A, căn B cả. Bởi vì x cộng 1 nhân căn nhân x trừ 5 bằng x cộng 4 thì bây giờ là có bao nhiêu cặp có thể đặt được tất cả? 1, 2, 3, 3 cặp như vậy mình thử thôi. Mình thử mà ra được thì cũng hơi bị căng. Đúng không? Thử nó cũng hơi bị căng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 trường hợp. Có 3 trường hợp để đặt ẩn phụ. Thế câu chuyện là có phải là cả 3 cách đều hợp lý hay không? Đấy. Cả 3 cách đều hợp lý hay không thì mình cũng chả biết được. Bây giờ thì mình cứ làm theo cách cơ bản nhất đi. Căn của x cộng 1 thử dò thôi các bạn. Bắt buộc như thế này thì mới rút ra được kinh nghiệm. Mình cộng này bằng A, đúng không? Còn cộng căn của x cộng 4 thì mình đặt là B. Đấy là trường hợp số 1. Trường hợp số 2 là x cộng 1 nhân x cộng 4, đây là x trừ 5
là trường hợp số 2. Trường hợp số 3 là x cộng 1 nhân x cộng 4. X trừ 5. Trừ 5 xuống. Cộng 4 lên. Còn bây là cộng 4 lên. Trừ 1 xuống. Ok chưa? Thì như vậy là mình sẽ suy ra được là A bình này sẽ bằng là x bình này, trừ 4 x trừ 5. Còn mình suy ra là x B bình bằng x cộng 4. Nói chung là mò xem cái nào ra thôi chứ còn cũng không, mình chả biết chắc được. Cộng 5x cộng 4 suy ra là B sẽ bằng là x trừ 5. X bình trừ x trừ 20. À thế cái này lại giống cái đầu tiên này. B bằng x trừ 1. Được chưa? Ba màu nha. 1 2 3. Thế bây giờ là đứng với từng mỗi cái thì mình phải ra được cái cậu này. Đúng không? Đỏ chót đi. Không hợp lắm nhỉ. Xanh là cây nhá. Rồi. Mò thôi. Theo mình nghĩ ở đây thì nên mò A bình. 2A bình xem. 2A bình là chắc chắn rồi. B bình là 10. 8. 8 đây thì sẽ phải là 3B bình. 3 đúng không? 8, 3, 3, 12. 12. 12 được. Cộng 3B. Đúng bằng là 2X bình trừ 5X cộng 2 luôn. Vừa sinh. Cậu dưới này thì vẫn phải là 2A bình thôi. Bởi vì là X bình mà. Bây giờ là B. Thì đây là trừ 5. 2 là 10, 10 thì đây bắt buộc phải là 5. Bắt buộc phải là trừ 5B bình. Nhưng mà xem nó có đúng bằng không. Thì sẽ bằng là 2X bình này. À, 10 thì phải là trừ 15 chứ. Trừ 15. Trừ 15 đúng rồi. Trừ 15, 15 là 75. 75 cộng với... trừ 75 cộng 4 là cộng 71 rồi. Cộng 4 đâu, cộng 4 là cộng 8 mà. Cộng 4. 75. 75 mà trừ 8 là 67. Trừ 67. Trừ 5x cộng 67. Như vậy cái trường hợp này là loại rồi. Suy ra này, 2A bình. 2A bình thì đây là trừ 2, trừ 2 thì bắt buộc ở dưới phải là trừ 3B bình đúng không? Thì sẽ bằng là 2A bình thì phải là 2X bình này. Trừ 5X này. Trừ 20 là trừ 40. Trừ 40 mà cộng với 3 là trừ 377. Thế thì như vậy là trong tất cả các trường hợp này chỉ có duy nhất cái trường hợp màu xanh lá cây này là thỏa mãn. Có thể tìm được 2A bình và 3B. Như vậy là khi mà trong ngoặc mà phân tích ra được 3 nhân tử như thế này thì cũng rất là đánh đố. Thực sự là đánh đố với các bạn luôn. Bởi vì mình phải dò cả 3 cái. Thế nếu mà như mình mà viết là x cộng 4 đằng trước, x trừ 5 đằng sau thì các bạn bắt buộc các bạn phải dò x cộng 1 nhân x cộng 4 trước đúng không? Bài này chẳng qua là mình chẳng may thôi, mình gõ là x trừ 5 nhân x cộng 4 thôi. Thì nó mới ra được ngay nhân tử đầu này. Thì trong 3 cái này thử một phát ăn ngay thì là tốt. Còn không thì các bạn phải thử cả 3 cách thôi. Cũng chả có cách nào mà nhanh hơn được cả. Được không? Thế thì khi đó mình sẽ đặt thôi. Nha, mình sẽ đặt. Ở nhà thì mình đặt UV. Mình giải. Thôi thì mình cứ chép UV cho các bạn nhé. Cũng không vấn đề gì đúng không? Bởi vì UV thì cũng vậy mà. Mình lại gõ UV rồi cho nên là các bạn thông cảm. Thế thì mình biết là sẽ UV nhưng mà ngôn ngữ thì XY thì vẫn nhanh hơn, AB thì vẫn nhanh hơn, kiểu vậy. Thôi không vấn đề gì.
Rồi khi trường hợp 1 mình thích với hơn. Thật sự là như vậy. U bằng V thì sẽ giải ra được như này. Được nhá. Và U bằng 3V. Đấy. Úi giời. U bằng 3V như thế này, suy ra. Được chưa? Như vậy hai nghiệm xong chưa? Như vậy bài này cũng rất là hay đúng không? Đây mình có một bài tập tương tự như sau. Thì chỉ có cũng tương tương đồng với cách làm như vậy thôi. Và cái căn thì sẽ có vẻ dễ hơn một tí. Có vẻ dễ hơn một tí không? Cũng không dễ hơn đâu. Nói chung là các bạn cũng phải dò mò ra cả này. Được chưa? Bây giờ mình chuyển sang ví dụ tiếp theo nhé. Ví dụ số 5 có nội dung như sau. Học sinh giỏi năm sách này, 2020-2021. 2x bình trừ 3x cộng 1 nhân căn của 2x trừ 3. Trừ 3 tiếp bằng 0. Thì phân tích một tí. Đương nhiên là điều kiện sẽ là x lớn bằng 3 phần 2 rồi. Và có lẽ là mình sẽ chuyển vế sang đi, để cho nó giống các cái dạng cơ bản. Thế như vậy là mình sẽ đặt cái cậu căn của 2x trừ 3 là bằng A. Và 3x trừ 1 là bằng B. Sau đó mình sẽ cố gắng đi giải. Đúng không? Và mình sẽ có A bình bằng 2x trừ 3. Và B bình thì bằng 2x bình trừ 6x cộng 1. Xảy ra vấn đề là hơi khó đồng nhất hệ số ở đây. Đây, 9x bình ở đây là chỉ có 2x bình thôi. Thế nên là mình sẽ nhân với 9 ở đây nữa thành 18x bình trừ cho 27 sẽ bằng là 9 nhân cả cái cụm căn đằng sau. Để tí nữa đồng nhất cho nó dễ. Đúng không? Có nghĩa là bài tập này khác bài tập kia là đã phải nhân hệ số rồi. Người ta đồng nhất hệ số thôi. Cái này thì mình cũng gõ rồi. Như vậy dễ thấy là beta thì bằng 2 thôi. Và alpha thì không biết bằng mấy. Alpha không biết bằng mấy. Thì mình đồng nhất hệ số. Thì với hai phương trình đầu tiên beta bằng 2 thì alpha sẽ phải bằng bằng 6. Nhưng beta bằng 2, alpha bằng 6 thì lại không thỏa mãn cái phương trình dưới cùng. Đấy. Được chưa? Với alpha và beta kia thì không thỏa mãn phương trình cuối cùng. Như vậy là bài tập này không giải quyết được. Không thể đặt được với A với B. Thế về tập này giải như nào? Thì bài tập này nó sẽ rơi vào cái ngách. Ngách là mình đặt ẩn phụ và mình cố gắng chuyển về đẳng cấp nhưng không thể chuyển được về đẳng cấp. Nếu không chuyển về đẳng cấp thì tình huống sẽ giải quyết như thế nào? Thì ví dụ số 5 này không nằm ở không phải. Không phải là đặt ẩn phụ đưa về đẳng cấp. Chẳng qua là cấu trúc dạng của nó giống với đẳng cấp thôi, nhưng không phải đẳng cấp. Nếu các bạn cứ cố làm đẳng cấp thì các bạn sẽ không ra đâu. Và để có thể giải quyết được bài tập này thì có lẽ là chúng ta sẽ chờ đợi đến clip tiếp theo. Mình sẽ đưa ra phương pháp để giải những cái bài mà không thể đưa về đẳng cấp như thế này. Và sẽ có một cái phương pháp khác để có thể giải. Thì các bạn cùng chờ đợi ở những bài tập mở clip tiếp theo. Còn bài ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta sẽ đến với một số các bài tập tương tự. Sau đó thì mình sẽ chào tạm biệt các bạn nhé. Đây, mình có chuẩn bị cho các bạn 7 bài. Một số vài câu thì có 2 ý đúng không? Với ngày hôm nay, bài tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các clip tiếp theo. Nếu chúng ta thấy hay thì nhớ bấm like và subscribe cho mình nhé. Bye bye.